Đồng hồ Tigon, đẳng cấp, thành công. Xin chào các bạn khán giả đang xem tại kênh Tạp chí Doanh nhân. Trong tuần qua, bên mình có nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn mẫu đồng hồ trong tầm giá 2 triệu đồng. Để giải đáp thắc mắc cho những bạn có chung câu hỏi, thì hôm nay đồng hồ Tigon tổng kết lại và đưa ra các giải đáp tốt nhất. Các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé! Trong tầm giá dưới 2 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể mua được đồng hồ Caniva chính hãng. Với giá này, bạn nên chọn mua đồng hồ quắc thay cho việc lựa chọn mẫu đồng hồ cơ. Bởi lẽ, những đồng hồ cơ dưới 2 triệu khó tốt, quắc sẽ phù hợp hơn và chất lượng cũng được đảm bảo. Dưới đây là 3 mẫu đồng hồ nam Caniva chạy pin trong tầm giá 2 triệu bạn nên lựa chọn. Đồng hồ Caniva G70801 có thể dễ dàng kết hợp với các bộ trang phục vừa đi làm, vừa đi chơi hay là đi tiệc. Với thiết kế 3 kim, một ô số phụ ở góc 6 giờ hiển thị kim giây, giúp người dùng có thể xem giờ tới từng giây chi tiết nhỏ. Mẫu đồng hồ này có cả giày da và giày sắt, các bạn có thể lựa chọn cho mình loại giày yêu thích. Chất lượng mặt kính sapphire chống sức tuyệt vời và khả năng chống nước ở mức 3 atmosphere, có thể đi mưa và rửa tay. Sản phẩm được sản xuất và lắp ráp theo quy trình đạt chuẩn Thụy Sĩ nên có độ bền và độ chính xác rất cao. Đồng hồ G36502.201.616. Có lẽ rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta có thể cảm nhận thấy đây là mẫu đồng hồ dành cho những doanh nhân thành đạt. Mặt đồng hồ màu trắng, các chi tiết khác như viền và dây đồng hồ đều được mạ vàng PVD, một màu vàng sang trọng và lịch lãm. Tất cả các cọc số, kim và các chi tiết trên mặt đồng hồ đều là một màu đen, làm nổi bật sắc nét trên nền trắng trông thật thanh nhã và điềm đạm. Đường kính là 34 ly, độ dày 6 ly, phù hợp với những người có cổ tay trung bình. Mặt kính sapphire chống xước tốt và khả năng chống nước cũng ở mức đi mưa và rửa tay. Chỉ với hơn 1 triệu đồng thì đây là mẫu đồng hồ cũng khá ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch sang trọng của nó. Đồng hồ Caniva G57601.201.011 với tông màu trắng chủ đạo, điểm trên đó là những cọc số, ô cửa sổ lịch đặt ở góc 3 giờ. Tông màu trắng bạc tạo ra sự mạnh mẽ và chắc chắn. Giày thép không gỉ, mặt kính sapphire chống sức hoàn hảo, độ chịu nước ở mức 3 atmosphere, có thể đi mưa và rửa tay. Đường kính 36 ly, độ dày 6 ly rất nhỏ gọn và nhẹ, tay đeo sẽ không có cảm giác bị nặng. Và mức giá cũng rất đỗi yêu thương, chỉ chưa đầy 2 triệu đồng. Giờ thì các bạn đã có sự lựa chọn cho mình chưa? Dưới 2 triệu vẫn còn rất nhiều mẫu đồng hồ chính hãng tuyệt vời phải không nào? Mong rằng video này sẽ phần nào giúp các bạn lựa chọn được mẫu đồng hồ ưng ý cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin gặp lại các bạn ở những lần quay tiếp theo nhé! Đồng hồ Tigon, đẳng cấp, thành công!